Bắt được nó. Mời chị ngồi lên xe, tôi chở về đồn công an để lấy tờ khai. Dạ. Con làm gì đứng đây vậy? Dạ con đứng chờ má con. Chờ má? Sao có vẻ gì mà lo lắng vậy? Có chuyện gì không? Sao mà mặt mày lo lắng bơ phờ như vậy? Thì con mới vừa gọi điện thoại cho má con nè. Má con nói là về luôn, nhưng mà hoài không thấy về gì hết. Không biết có chuyện gì không nữa. Bao lâu rồi? Dạ 45 phút rồi. Thằng quỷ, trời ơi nãy giờ sao mày không nói? 45 phút rồi. À chú, con đang định lên chỗ má con đó chú. Không biết có chuyện gì không, hay là chú cho con mượn xe máy của chú. Không được đâu, tốn xăng lắm. Con ý chú không phải vậy, nhưng mà con còn nhỏ, không có bằng lái gì, học sinh, không có đi xe được. Con bây giờ con đi xe ôm cho nó gọn nha, nha. Đi đi. À dạ cũng được. À chú nè, má con mày về á, chú phải gọi điện cho con luôn nghe. Tao biết rồi, nhưng mà lên chảnh mà má này có chuyện gì mày điện cho tao liền nhau. Đi đi, tao sốt ruột lắm á, đi đi. Dạ con lo quá. Ê, ê, khoan hả, má mày về rồi kìa, hên quá, đỡ tốn cuộc điện thoại. Má. Ừ chị ơi, chị đi đâu vậy? Nó chờ chị muốn chết luôn á. Tôi bị giật điện thoại. Hả? Trời ơi. Ừ, nhờ cái chú này là chú bắt cướp giùm. Rồi sẵn tôi nhờ chú chở về đây luôn đó. Có sao không? Nhưng mà má có sao không? Má không có sao hết trơn á con. Nhưng cái điện thoại thì nó hư rồi. Hả? Con gọi má không được mà má gọi con cũng không được luôn. Trời ơi, má làm con lo quá à. Cảm ơn chú nhiều lắm nha. Dạ, ông ấy à, mời chú lên nhà đi uống miếng nước ha. À thôi chị à, tôi còn về còn đi đón khách nữa. Ôi cái gì không biết nữa à. Anh là người ân, sống lên lầu với bà. Uống với tôi ly trà, qua phòng có chữ tôi ly trà. Dạ dạ, đúng rồi đó chú. Gương mặt này, dốc dáng này, quen lắm, quen lắm. Anh nghệ sĩ phải không? À không, tôi là người chạy xe ôm. Xe ôm, xe ôm, cái mặt này có lên TV nè, có lên truyền hình nè. Anh tên gì? À, Nguyễn Văn Nghĩa. Có nghệ sĩ nào Nguyễn Văn Nghĩa đâu. Ôi đúng rồi, anh Nghĩa. Trời ơi, tôi đúng rồi. Trời ơi, tôi hâm mộ lắm. Ê, tôi mến mộ mình lắm. Anh Nghĩa, chụp cái hình đó. Dạ. Thôi nhưng mà máy con đâu có chụp được đâu. Trời, cái máy này giỡn dữ vậy mày. Chụp cái máy tao coi. Dạ. Con rửa tao coi, cười lên không? Cười lên anh Nghĩa. 1, 2, 3, cười nghe. Mẹ mày mỏi miệng đó mày. Xong rồi. Được không? Dạ được. Chắc ăn cái tắm nữa coi. Dạ. Cười lên. Chụp cái. 2, 3, chụp nha. Trời ơi, chắc ăn chưa? Đẹp lắm chú ơi. Trời ơi, anh cảm ơn anh Nghĩa, trời ơi. Chú ba, quen hả? Quen. Cái bộ lâu lắm mới gặp hay sao mùng rỡ chứ hả? Mới à, mới mà nó như thân gì đó. Trời ơi, chị không biết đâu, anh Nghĩa đây nè, trời ơi. Giới thiệu cho hai mẹ con biết luôn. Đây, anh Trần Trăng Nghĩa, người đã chuyên gia bắt 20 vụ cướp bằng chiếc xe ôm này nè. Cái gì? Anh này săn bắt cướp hả? Bắt cướp xe ôm nhưng mà săn bắt cướp luôn. Trời ơi, trời tốt, chị tốt. Vậy hả? Ôi. Ở đây có thấy bằng chứng không? Có lên truyền hình, tôi nhìn tôi biết có lên truyền hình mà. Trời hên lắm tôi mới gặp được anh á. Bây giờ ông ấy mời anh vô nhà uống nước đi. Dạ đúng rồi đó.
không biết thì thôi, anh em mình biết rồi, bây giờ anh ghé phòng bảo vệ của tôi bảo vệ đây nè, uống tôi đi trà, anh em tâm sự chơi ha. À, anh Nghĩa vô uống miếng nước với ảnh đi, cho ảnh thỏa cơn thèm khát ái mộ. Chị nói gì dữ vậy, lâu quá đẹp gặp, đi vô uống với tôi đi trà. Thôi khổ, đi cũng xong. Dạ, để con dắt cho. Má ơi! Đây, má, có chuyện gì vậy? Đúng rồi má ơi. Có chuyện gì má? Má vậy? Đây, má nhìn nhớ chú này không? Cái chú xe ôm hồi chiều á, mà trang mạng, tất cả các trang mạng đăng hình của chú ấy luôn. Đúng rồi, chú ấy nè. Một người đàn ông thiệt là tốt bụng và hào hiệp đó nha. Con mai mốt con phải bắt trước chú ấy đó. Tất nhiên rồi má. Mà con nói trước cho má biết nha, sau này con sẽ thi vào ngành cảnh sát. Con sẽ trở thành cảnh sát để sao bắt cướp đó má. Cái gì? Nhắm đủ sức không? Con sẽ cố gắng. Má coi thường con hoài. Nè, thấy chưa? Đâu, coi con chuột bé lớn. Thôi bé lớn. Huy nè, sau này Huy định làm nghề gì? Huy muốn thành cô giáo. Làm cô giáo? Tội nghiệp quá. Vô duyên, mắc gì tội nghiệp Uyên. Tội nghiệp á hả? Không phải là tội nghiệp Uyên, mà tội tụi học trò kia kìa. Ê, dám chọc tôi hả? Tôi chết rồi. Hey. Ủa sao không đi? Mà vẫn bộ thương xe hả hai bạn? Không sao trễ hay sao mà giờ này còn đi dạo với hai bạn? Có cần mình giúp gì không? Bây giờ mà lớp bộ thì nào mới tới, hay là về nhà ngủ đi rồi mình viết giấy phép giùm cho nha. Không cần đâu, mấy bạn đi trước đi. Ừ, vậy cứ từ từ mà đi Tây Thiên thỉnh kinh ha. Bye bye, trước nha. Bye, mình đi thôi. Giờ này còn chưa đến nữa. Không khéo hả? Tại bị trễ vậy mà coi. Mở chưa? Ê, đến rồi kìa. Cũng may á, là Phan chạy nhanh á. Không nhanh á, thì cũng phải nhanh. Ai hiểu người còn đằng sau hối quá chị. Xin chào. Chào. Ủa, tới kịp rồi hả? Vậy mà nghe định giấy phép cho hai người á. Chị cảm ơn nha. Có sao làm gì. Nhưng mà nghĩ lại á, phục hai bạn thiệt luôn á. Rất là Uyên nè, gái gì đâu mà khỏe như liệt sĩ gì đó. Nếu mà là Nga hả, chắc là em khóc chết luôn á. Tại vì á, lâu nay em đi xe máy với Sơn quen rồi, giờ bắt đi xe đạp á còn chịu không nổi nữa. Nó chỉ là đi bộ chắc chết luôn á. Chỉ còn biết gì nữa. Nga là công chúa, còn Uyên á là... Là gì? Mày đi nói Uyên với ta là lão quốc gia mày. Thích nghĩ gì cũng được. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Sơn chỉ khuyên mấy bạn là cứ mua xe máy đi cho bằng với người ta. Đời có bao lâu mà hững hờ các bạn ơi. Thái cũng mua xe máy, nhưng mà Thái chưa đủ tuổi lái xe. Chứ nếu Thái mà đủ tuổi nha, mẹ Thái sẽ mua cho Thái một chiếc bèo nhất là SH Challenge. Chuyện cười. Cười gì? Ông tin hả? Tin chứ. Thái thiếu gia có bao giờ thiếu tiền đâu. Thì cười túi gì? Không thiếu tiền mà thiếu gan. Mà sao? Thì cứ việc mua xe máy đâu cần để tuổi. Sơn đây có đủ tuổi đâu. Ủa? Vậy hả? Trời đất ơi. Vậy mà trước giờ Thái có tưởng là Sơn học ngu lắm, đủ tuổi lấy xe máy, giờ mới học chung với Thái nè. Chị sợ tao mày. Thôi, hai người rảnh quá ha, tự nhiên cãi nhau cho người ta cười à. Không phải, Thái lo cho Sơn nè. Mà Sơn đi học vậy chạy xe không sao bị bắt hả? Ai biểu mặc đồ học sinh làm gì? Cứ mặc đồ người lớn vào, đi xe đàng hoàng. Ai mà bắt? Gửi xe thì gửi xe ngoài trường, gửi xe trong trường làm gì? Vậy là xong. Ha, hàng chi mỗi lần Thái đến Sơn học xong á là chạy đi thay đồ liền à. Đó là bí quyết đó cưng. Mà Sơn chỉ thay đồ khi đi xe phân khối lớn thôi, cấp thì không cần. Hay dữ. Hôm nay trên đường về thế nào cũng bị công an bắt cho coi. Tin tôi đi. Ê, anh nói xui xẻo nha. Xui xẻo cái gì?
ba của Thúy là công an giao thông đó. Thúy nói một tiếng là bị bắt ngay. Thiệt hả Thúy? Không tin hả? Tụi mình bạn bè cùng lớp mà Thúy. À, tụi biết ba nha. À, dạ, sân ba Thúy chầu chè. Vậy nha. Thôi 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 đi, biến nhanh đi ông. Ờ, biến đi. Vô ngồi đi. Làm gì dữ vậy? Nhưng mà... Nghĩ lại thấy vui ghê. Tự nhiên giờ Sơn sợ Thúy dễ sợ luôn. Nhìn Sơn khúng núm với Thúy. Yên gì? Sao rồi Phan? Thì nó chạy mất rồi chứ còn sao nữa. Phan cười cái gì vậy? Mình mà bắt được tụi nó hả? Mình cho tụi nó một trận liền. Làm ăn không lo làm ăn, lại đi lo cướp của người khác. Chỉ tiếc là mình không có xe máy. Thôi Phan nóc vừa phải thôi. Nghĩ sao á mà Phan lấy xe đạp đi bắt cướp vậy? Định lấy xe đạp để đua với xe Honda. Phan á là nguyên bất ngờ nha. Cười cái gì? Thấy mắc cười. Mắc cười hả? Có gì đâu mà mắc cười. Uyên á, người ta đang bị cướp thì cười, cười gì mà cười hoài vậy? Sao vậy? Tự nhiên cái nó nóng với Uyên à. Thì ai biểu hiện cứ cười hoài chứ. Thôi lên xe đi. Hey, đua không vậy? Đua xe của tao nè, chắc mày nữa được. Đi đua. Cố lên, 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 cố lên, cố lên, cố lên nha. Đua. Ê hey. Ăn đi con, ngon quá. Dạ con gừng. Má. Ừ. Hôm nay má lại đi gặp cô Hương đúng không? Thì lâu lâu rồi má tới thăm cô chủ nhiệm con không được sao? Không hỏi thăm sức khỏe cổ cho nó phải đạo chứ con. Có mà má đi kiểm tra con thì có. Đã nói là không mà. Mà nếu như là có đi chăng nữa thì cũng chỉ vì má quan tâm tới con thôi, đúng không? Má nghe nè, má gặp cô Hương á, cô Hương khen con dữ lắm đó nha. Trời ơi, má nghe mà má cả ruột. Ăn nữa đi con. Nè. À, má nè. Hả? Con cũng định hỏi má một chuyện á. Hỏi đi con. Cái chuyện liên quan đến chuyện học hành của con luôn á. Nói đi, má trả lời cho. Má có nhớ là má hứa với con á, là nếu mà con chịu ở đây, rồi là con học hành tử tế. Má sẽ chiều con tất cả. Những gì mà con thích má sẽ mua cho con. Thì đúng rồi. Má nhớ sao không nhớ? Rồi bây giờ con thích gì đi, má chịu. Nhưng mà có đúng là má giữ lời không?
Trời ơi, con sao con nghi ngờ lời hứa của má vậy? Có bao giờ má hứa với con mà má sai lời chưa? Chưa bao giờ có, đúng không? Lời hứa của má là có giá trị ngàn vàng, đúng không? Nhất ngôn cửu đỉnh mà tứ mã nan truy. Trời ơi, mình có nói là anh hùng con, hứa là phải làm. Rồi nói đi, muốn gì má chịu. Con muốn một chiếc xe. Xe phải không? Được, má chấp nhận. Muốn màu gì? Nói đi rồi mai má đi mua. Con chưa nói hết mà. Trời ơi, cần gì đợi con nói hết. Má con mình hiểu nha, mà con chỉ cần nói nửa câu, má hiểu nửa câu còn lại. Cái xe của con đang chạy nó cũ quá rồi, để má đổi cho con cái xe mới, đúng không? Nó nhẹ hơn, đạp nó êm hơn, đúng không? Như vậy đi học mà nó thoải mái hơn. Ê, nhưng mà ai nói là xe đạp đâu? Xe đạp chứ xe gì? Xe... Thôi nha, con đừng có nói với má là con đòi xe gắn máy nha. Thì có sao đâu má. Nhất quyết là không được chứ làm sao. Trời ơi, con còn nhỏ, chưa có đến tuổi chạy xe gắn máy, ai cho chạy? Trời ơi, chạy như vậy là phải vi phạm cái gì bằng luật pháp đó. Rồi công an họ bắt đó. Trời ơi, thiệt luôn á. Họ bắt vô tù cái bằng là giang hồ á, nó đánh con. Đánh con rồi con bị què chân, rồi chấn thương sọ não, chết đó con ơi, không có được đâu. Không, công an không bắt con đâu. Con sẽ ăn mặc với người lớn, con sẽ chạy thức là đàng hoàng. Má yên tâm đi, mà nè, má nhìn con bự con không? Bự không? Đó, má nhìn nè, đó. Ai biết con là trẻ con đâu. Trời ơi, nhưng đó mới là cái cách, con hiểu không? Cái đó chỉ là ngụy trang bên ngoài dối trá thôi. Cái sự thật con vẫn là trẻ con. Con cũng chưa có hiểu hết là coi như luật lệ giao thông, con đi rất là nguy hiểm, đúng không? Trời ơi con ơi, mà bây giờ con má hỏi con nè, ha, cái xe đạp có gì đâu mà con chê? Chẳng có gì để chê hết. Cái xe đạp nó rất là thơ mộng, nó đã đi vào nền văn chương và ca nhạc Việt Nam. Đó, con có nghe cái bài Phượng Hồng không? Những chiếc giò xe chưa đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Thơ mộng ghê không con? Đó, vậy mà con chê cái gì chê? Chạy xe đạp đi con. Má. Gì? Má nói không là không rồi, đi xe đạp. Má. Sao hả? Con không ăn đâu, con nhịn. Hả? Ê, Phan. Nhịn thì nhịn đi. Nhịn đói đâu có chết liền đâu sợ. Nhưng mà chạy xe nguy hiểm á, là trước mắt liền á. Vừa nói vừa hát mà không có thể nào thuyết phục được nó là sao. Còn chị cái nó giật cổ. Giật cổ không? Dạ đúng vậy. Mà không. Thôi, cho Hương mà. Này coi đi. Mấy thằng này nó giật đồ đâu đi chứ? Dạ, cháu thấy tụi nó giật đồ ngay đầu tụi nó thằng tí. Cho nên cháu mới chí tụi nó giật đồ này. Hoài quá, thế là cháu tụi tụi đi rồi bắt được phải không? Dạ. Cháu làm việc ở đâu? Dạ, cháu giống như là học sinh lớp 11. Với lớp 11 đã ra bắt gốc rồi. Đói nói. Dạ, nhưng mà cháu sẽ đi cho cảnh sát chứ mới. Quay đi. Xin chào, đồng nghiệp tương lai.
thì ra chỉ là giấc mơ. Hôm nay má đi làm sớm, nhớ sáng vô uống sữa. Xong rồi đi học nha, ngoan má. Không được, mình phải chiến đấu đến cùng. Phải để cho má thua, để mình có được xe máy. Bà ở một biết cũng đâu có sao. Hôm nay con ghề mũ và có bữa cơm đâu. Má đừng chờ. Về được chưa? Chưa. Chưa vừa hay phải rồi chứ mày. Từ trưa tới giờ bắt đi lòng vòng à. Tưởng có chuyện gì hay ho lắm. Ra đây nằm để lại. Ăn hết ổi mày luôn nè. Thôi chiều ơi, bây giờ trước à. Ừ. Thôi Hoàng về đi. Xin lỗi vì đã kéo Hoàng ra đây.